Dở là chuyện của mình. Từ đây tới tối, mỗi một giây một phút, mình phải niệm cho, mình phải hồi hướng cho người Đài Loan. Đừng có rớt vô mấy trái bom nghe. Bây giờ máy bay của Trung Cộng văng đầy hết bệnh. Không biết trái nhỏ, trái bự, trái trung bình gì đó, đủ hết tàu ngầm đồ hết. Cả mấy trăm chiếc máy bay nó bay gần gần ở bển. Quý vị suy nghĩ, bộ Trung Cộng nó giàu lắm sao mà săn nhất mà nó cứ đi tập trận tối ngày. Tập trận gần 3-4 năm nay đâu có rảnh nào mà tập trận. Hôm nay nhìn trên màn hình đó là thấy nó vận động xe đồ tăng, xe tăng nè, đầy đủ hết. Rồi nó cái đảo Đài Loan vậy, nó bao vây tứ phía hết. Hồi xưa giờ đâu có dữ dằn vậy đâu. Chuyện này là thiệt á. Hai tuần nữa là chuyện lớn. Cho nên mấy clip hồi vừa rồi 146, 145 á, thì chuyện nói mà. Cuối năm nay Thầy Tennis, tàu Thầy Tennis là các Mark với Lenin á, sẽ đi vào lòng đại dương. Rồi xuống đó chơi với cua với tôm. Để cái thế gian này mọi sự thanh bình, công bằng trở lại. Trả cái nước Việt lại với những người con của Lạc Long Quân, Âu Cơ, con rồng cháu tiên, tài ba khắp hải ngoại, 6 triệu người sẽ lần lượt quay về để mà xây dựng lại một nước Việt rất là hùng cường, đoàn kết. Đó là biết là cơ vận là đi như vậy. Cơ vận y như là nãy chuyện nói, giống như mình đi từ thành phố Hà Nội ra Sài Gòn, cái mình bấm lên cái bản đồ trên điện thoại á, thì tới đâu nó ngừng, tới đâu nó thành phố nào nó y chang à. Chứ không có phải là do ai mà có thể cãi là được. Kiệt thương các đại ca, thương nước Việt, Kiệt lên Kiệt khuyên là nên thuận thiên 3 năm nay mà không có ông nào chịu thuận thiên á. À, chị thấy không ai chịu thượng thiên á.